Xin chào các bạn đã đến với công ty HCTech. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một loại dầu chân không được ưa chuộng sử dụng nhất hiện nay. Đó là dầu chân không Vacco 100 của thương hiệu Fukoi Nhật Bản. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái giao diện bên ngoài của dầu này. Thì trước mặt đây là thùng dầu Vacco 100 với dung tích là 20 lít. Nắp thùng thì màu xanh, vỏ thùng màu vàng. Đây là tem ở mặt trước của dầu thì sẽ có thông tin về tên dầu là Vacco 100. Tem chính hãng với các thông số của dầu. Đây là tem của nhà cung cấp là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và công nghệ HC Việt Nam. Tiếp theo đây là mặt sau của thùng dầu thì sẽ có thông tin của nhà sản xuất là Fukoi. Đây là một số thông số về tiêu chuẩn cấp dầu cũng như là nơi sản xuất của dầu. Về đặc trưng và tính chất thì dầu chân không Vacco 100 có độ nhớt đạt 100, độ bay hơi thấp, có thể làm việc trong các môi trường có nhiệt độ cao. Ngoài ra thì dầu chân không có các đặc trưng của dầu thích ứng với nhiều dòng bơm hút chân không vòng dầu như là khả năng chống mài mòn, khả năng làm kín và làm mát tốt. Về khả năng sử dụng thì bạn có thể lựa chọn dầu chân không Vacco 100 cho nhiều dòng bơm hút chân không vòng dầu trên thị trường như là Wood, Baker, Quân Trang, Edward và Qtronic hay là nhiều hãng bơm chân không khác. Hiện nay công ty HCTech là đơn vị nhập khẩu và phân phối dầu chân không Vacco 100 trên thị trường. Thì quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ đến công ty HCTech qua hotline 0904 643 816 hoặc 0902 176 051. Ngoài ra trên kênh YouTube của chúng tôi có update các thông tin về hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa cũng như là cách bảo dưỡng bơm chân không để có được hiệu quả sử dụng cao nhất. Thì bạn có thể đăng ký và ấn thông báo kênh YouTube để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.